Chào các bạn, tiếp tục đến với chương trình review những chuyến khảo sát cùng công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Tôi là Quân. Hôm nay chúng tôi có chuyến hành quân thứ hai trong ngày đến với gia đình của cô Điệm ở Hải Hà, Quảng Ninh, về đây để khảo sát thiết kế cho gia đình một cái ngôi nhà mơ ước các bạn ạ. Thì bây giờ mời các bạn hãy cùng chúng tôi xem cái cách chúng tôi sử dụng những công nghệ mới nhất vào trong quá trình khảo sát, cũng như là cái thiết kế để làm sao cho gia chủ cũng như các bác thợ có thể có một cái bộ bản vẽ trọn vẹn và dễ nhìn dễ đọc các bạn nhé. Ok, mời các bạn theo tôi. Em tôi đang có mặt khuôn đất ở nhà cô Điệm các bạn nhé. Thì bây giờ tôi sẽ quay lại cái hiện trạng phía sau của bạn, nghĩa là phạm vi đất của cô sẽ kết thúc bằng bờ tường này hết các bạn nhé. Quanh đây, đây này, toàn bộ đây các bạn này. Ok, dọc theo ở đây thì theo như mô tả thì đất có tóp hậu ra phía sau, tóp ở phía sau các bạn nhé. Đấy, phạm vi đất của chúng ta sẽ là giao thoa của tất cả các điểm nhà này. Đến đây nghĩa là đến đây đúng không cô? Bám theo sườn này các bạn nhé. Đấy, đúng rồi. Thì sẽ dự kiến xây dựng một cái cô nhà vườn gác, có gác lửng ở trên cái vị trí từ cái mép nhà cũ, giật hết toàn bộ ra phía sau các bạn nhé. Và lấy theo vuông đất cái chiều bên này này, chiều chéo bên này sẽ từ lại các bạn này. Đây, chiều chéo này sẽ trừ lại nhá. Chúng ta sẽ làm dựng trên cái mô hình nhà cũ này luôn, toàn bộ trên mô hình nhà cũ này. Tôi sẽ quay phía trước mặt tiền đây các bạn này. Mặt tiền khá rộng này, đẩy lên hết này. Ok này. Đất này, toàn bộ mặt tiền nó khá rộng từ phía trước này. Cốt sân với cốt nền đường thì nó đang tương đương bằng nhau các bạn nhé. Đang tương đương bằng nhau. Đây, đất từ đây này, giật hết sang bên này, đẩy lùi ra sau này. Ok. Ở bên cấp điện từ bên trái công trình các bạn nhé. Còn cấp nước thì cũng từ phía trái luôn. Đây này. Ok, thoát nước thì sẽ thoát tự nhiên ra phía sau. Vì hiện tại thì phía trước này chưa có hệ thống thoát nước đâu nhé. Ok. Chào anh em, sau đây tôi xin review lại quá trình khảo sát hiện trạng của nhà anh Nam ở Quảng Ninh. Anh dự kiến xây dựng một ngôi biệt thự 2 tầng hiện đại các bạn nhé, 2 tầng hiện đại. Trong đó thì tầng 1 nó dao động khoảng 120-130m2 và tầng 2 là khoảng 30m2, là chỉ mỗi một phòng ngủ bát thôi trên này các bạn này. Ok, tổng mức đầu tư của anh khoảng 900 triệu đồng. Sau khi bay flycam xác định được khuôn đất các bạn này, khuôn đất này hơi rắc rối một tí. Các bạn ạ, nó nở về phần mặt tiền, có phần sau hậu. Một số yếu tố cấp điện, cấp nước từ phía trước này, thoát nước ra phía sau này. Hiện tại thì đang có một VKT sẵn đây rồi các bạn này. Thì phạm vi xây nhà sẽ là giật từ sau này giật lên nên các bạn này. Và để anh sẽ trừ một khoảng sân phía trước và xây sẽ xây sát mé bên này để làm sao nó kín đất. Nó kín đất các bạn nhé. Ok. Thì ngôi nhà của anh ấy thì anh hiện tại đang công tác bên Hàn Quốc. Thì ở đây hiện tại ngôi nhà của anh ở đây thì sẽ có mẹ và anh và cháu ở đây. Thì nên là anh đang định hướng là phía dưới tầng 1 dành cho gia đình và cho mẹ. Còn tầng 2 của ở phía trên ấy là anh sẽ làm một không gian phòng ngủ master rộng và xung quanh bố trí sân, các sân tiểu cảnh mini rồi là bàn uống cà phê rất nhiều các bạn nhé. Thì anh là một con người sống theo hơi hướng hiện đại nên phong cách của ngôi nhà sẽ chúng ta sẽ cực kỳ hiện đại các bạn ạ. Ok. Còn khi thông phương án thì các bạn có thể là liên hệ với anh rể của anh hoặc là thông qua Mr. Hảo đấy các bạn nhé. Thì các bạn có thể lấy Facebook của Mr. Hảo để thông phương án. Ok. Địa chất ở đây thì là đất này là đất cuội sỏi các bạn này. Đây là rất là chắc chắn, đất này rất là chắc. Thì phương án móng khả năng phương án móng băng cam các bạn nhé. Okay.